Mến chào các bạn, hiện tại Hoàng đang có mặt tại cửa số 7 Tòa Thánh Cao Đài, thành phố Tây Ninh. Tiếp tục buổi tối hôm nay, Hoàng sẽ ghi hình, quay một clip về Báo Ân Từ, Điện thờ Phật Mẫu, nơi tối đêm nay diễn ra đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung. Hiện tại bây giờ là 18 giờ. Hình ảnh các bạn đang xem, bên dưới là con đường Phạm Hộ Pháp. Đây là con đường dẫn từ cửa số 7 chùa lại Báo Ân Từ Điện thờ Phật Mẫu, và cũng là con đường đi lại bên trái chùa Tòa Thánh Cao Đài, thành phố Tây Ninh. Từ trên cao chúng ta thấy hai bên đường có hai mảng xanh rất là lớn, đó chính là vườn cao su. Hiện tại để phòng chống dịch hiệu quả thì lãnh đạo địa phương cũng đã có chỉ đạo đóng tất cả các cửa chùa lại vào lúc này để cho người dân tránh tụ tập đông người. Vì hôm nay vào chánh lễ, người dân sẽ tụ tập vào đông người nhằm lây lan dịch bệnh. Cho nên Hoàng cũng không thể nào vào quay rõ hơn cho cả nhà xem, chỉ quay những hình ảnh từ trên cao. Mong cả nhà xem thông cảm. Thường thì như các bạn cũng đã biết, vào 18 giờ đêm nay, con đường Phạm Hộ Pháp này cũng như những con đường còn lại, rất là nhiều xe người dân lục tỉnh lên rất là nhiều. Hôm nay thì như chúng ta đang thấy, một con đường Phạm Hộ Pháp vắng hoe luôn. Đây là Báo Ân Từ khi chúng ta nhìn từ trên cao. Hiện tại bây giờ là 18:10 rồi các bạn. Từ trên cao nhìn xuống thì Hoàng nhận thấy có vài cô chú mặc áo dài trắng đang chuẩn bị cúng. Còn trên con đường thì chúng ta nhận thấy vắng hoe không có ai hết. Còn đây chính là quang cảnh toàn thành phố Tây Ninh. Xa xa đằng kia đó chính là cụm rừng thiên nhiên. Đó là một cụm rừng từ thở hoang sơ còn để lại cho tới bây giờ. Và kế bên phía trước đó là chùa Tòa Thánh Cao Đài, thành phố Tây Ninh. Còn ở đây hình ảnh các bạn đang xem phía bên trái ở dưới á, có những cái đường kẻ như hình bát quái á. Đó chính là công viên Bá Hoa Viên, một công viên rất là to lớn nằm ở phía trước Báo Ân Từ Điện thờ Phật Mẫu. Clip sau Hoàng sẽ quay về cái công viên này cho cả nhà xem. Hiện tại như chúng ta đang nhìn thấy, con đường Phạm Hộ Pháp hiện tại vắng tanh không một bóng người luôn các bạn. Mỗi năm thì vào giờ này, ở phía dưới cột phướng phía trước Báo Ân Từ thì các cô chú anh chị cũng như các Phật tử về đây rồi ngồi nơi sân gạch này nè, để chuẩn bị đại lễ rước cổ tiên và cúng rất là hoành tráng luôn. Năm nay thì như chúng ta nhìn thấy rất là điều hiu, không một bóng người, chỉ lác đác vài cô chú ở đây cúng trong đây thôi. Phía bên dưới mình nhận thấy có mấy cô chú hiện tại đang mặc áo dài trắng đang đi. Còn con đường thì cả nhà nhìn xem, không có ai hết. Đây chính là con đường Phạm Hộ Pháp. Bên trái chúng ta đang xem đó chính là vườn cao su của đạo. Còn ở phía xa xa đó, đó chính là con đường Điện Biên Phủ dẫn lên chợ Ninh Sơn, chợ cư trú. Chúng ta cũng rất là dễ dàng nhận thấy núi Bà Đen. Còn cái đồng ruộng màu xanh này, đây chính là xã Bào Năng. Tiếp theo đây là khu vực ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc. Còn khu vực mà rất là nhiều nhà này, như các bạn nhìn xem, đây là khu vực thị xã Hòa Thành, thành phố Tây Ninh. Khu vực ngoài kia chúng ta nhìn thấy rất là nhiều nước,
đó là chợ Bến Kéo, quốc lộ 22B, chùa Gò Kén. Còn ở đây, hiện tại chúng ta thấy khuôn viên của chùa Tòa Thánh Cao Đài hiện tại đã lên đèn rất là sáng. Khuôn viên này thì khoảng 1 km² đó các bạn. Đó, như cái nhà nhìn xem xa xa đằng kia, đó chính là con đường Điện Biên Phủ dẫn lên núi và chợ cư trú. Còn ở đây phía bên trái của chúng ta đi về, đây chính là con đường Cách Mạng Tháng 8 dẫn ra 30 tháng 4. Hiện tại bây giờ là 18 giờ 20 phút rồi các bạn. Đó, các bạn nhìn xem cánh đồng nước mênh mông ở đó chính là nơi khu vực chùa Gò Kén, quốc lộ 22B á. Còn ở đây chính là trung tâm mua sắm chợ Long Hoa, một trung tâm mua sắm rất là sầm uất luôn. Nãy giờ mình cũng đã quay sơ về cái quang cảnh nơi Báo Ân Từ, điện thờ Phật Mẫu cũng như Tòa Thánh và toàn cảnh thành phố Tây Ninh á, về đêm cho cả nhà xem. Clip của Hoàng xin phép dừng lại đây nha cả nhà. Nhân dịp rằm tháng 8, Tết Trung Thu, Hoàng xin chúc các cô chú, các anh chị và các bạn có một mùa Trung Thu an lành và thật nhiều sức khỏe. Xin chào cả nhà.